chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Tân Sửu tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Hôm nay là ngày hoàng đạo và giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ nhé. Về ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ ngày Tân Sửu tức chi sinh cho can, có nghĩa là thổ sinh cho kim và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm Bích Thượng Thổ Kỷ Tuổi Ất Mùi Đinh Mùi ngày thuộc hành thổ, khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ động. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với Mùi hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, xung với tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão. Tuổi xung trong tháng tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày, có sao tốt như là sao Thiên Quý tốt cho mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương mở kho, minh đường hoàng đạo tốt cho mọi việc các bạn nhé. Sao xấu trong ngày cũng có như là sao Thụ Tử xấu cho mọi việc, trừ săn bắt, sao Ngũ Quỷ Kỵ Xuất Hành, sao Sát Chủ xấu mọi việc và sao Tứ Thời Đại Mộ kỵ cái việc an táng đó. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và tiếp theo mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020 nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là Tam Hội nhắc nhở cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay nên tập trung tới các mối quan hệ đó. Bạn tuổi Tý ngày này bạn nên hỏi thăm những người thân trong gia đình, có nhiều khả năng nhiều người đang cần tới cái sự quan tâm và chia sẻ của bạn đó. Tuy nhiên trong cái ngày Tân Sửu này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Tý cần phải làm việc hết sức vất vả và căng thẳng cả về tinh thần lẫn sức khỏe nữa đó. Cái điều này bạn tuổi Tý hãy tìm kiếm cái sự hỗ trợ, giúp đỡ trong cái tình trạng mà bạn không tự mình giải quyết được tất cả mọi công việc bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Tý cũng có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý không được xem thường bất cứ cái công việc gì. Bạn cần phải đặc biệt thận trọng khi xử lý các thiết bị liên quan tới điện. Chúng có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tới cơ thể của bạn đó. Và trong cái ngày này với bạn tuổi Tý á, nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên chọn cái hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam để có được cái vận may cho mình bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, bạn đừng áp đặt suy nghĩ quá. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, bạn hãy vui vẻ trong các buổi hẹn hò. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, có người hiểu nhầm ý bạn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, có nhiều xáo trộn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn chớ nên chủ quan nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp thực thần chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi Sửu thực sự là có một ngày rất chi là dễ chịu và hiệu quả với bạn trong ngày nhé. Bạn tuổi Sửu trong ngày này có thể nhận được cái sự ủng hộ ngay cả trong cái đời sống cá nhân lẫn công việc của mình nữa đó. Bạn tuổi Sửu, bạn nên tập trung vào các cái công việc cá nhân và giải quyết những gì mà bạn có thể, tránh sao nhã vì việc khác bạn nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, đây không phải là ngày thích hợp cho những cái trải nghiệm liên quan tới tài chính. Đừng có liều lĩnh và mạo hiểm, nếu không bạn sẽ mất một cái khoản tiền đáng để kể với bạn đó nhé. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy dành thời gian để hoàn thành tốt những cái dự án đang còn dang dở, một cái trải nghiệm những cái điều mới mẻ và sáng tạo trong cái cuộc sống cá nhân cho mình. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này không tốt cho việc ở trong nhà quá lâu bạn tuổi Sửu nhé. Hôm nay là ngày tuyệt vời để cho bạn ở bên gia đình, cùng nhau đi dạo, đi picnic, có những cái giây phút thật sự là vui vẻ và nhiều tiếng cười với bạn. Tuy nhiên, bạn nên tránh cái việc mua sắm bừa bãi gây ảnh hưởng đến tài chính cho mình, hay là tránh những nơi có dịch giả Covid như hiện nay bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim có điều kiện thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt trắng đen. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, bạn tránh thực hiện những cái điều mạo hiểm. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, có lợi thế hơn người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Về tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ở ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được chính ấn xuất hiện nâng đỡ cho bạn. Cho nên hôm nay với cái khả năng cao, bạn tuổi Dần đứng trước nhiều thành công trong sự nghiệp, bởi kỹ năng ngoại giao cũng như là sức cuốn hút rất tự nhiên sẽ giúp cho bạn ghi điểm trong mắt đối phương đó nhé. Và bạn tuổi Dần, đây cũng là cái cơ hội để chứng tỏ được năng lực của bản thân mình. Bạn đừng có bỏ lỡ cái cơ hội để khẳng định mình bạn nhé. Trong cái ngày Tân Sửu này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này dự báo cho bạn tuổi Dần có việc không tốt xảy ra, bạn rất có thể bị thương tích trong ngày hôm nay. Vậy thì tốt nhất là bạn nên tránh những cái hoạt động vận động quá sức, chúng có thể làm tổn thương tới cơ thể của bạn, hay là đi xe trên đường khi tham gia giao thông, bạn cũng cần phải hết sức thận trọng. Chú ý đèn xanh, đèn đỏ, đi đúng làn đường bạn nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, nhân thần ở cổ tay và phía trong đùi âm hộ. Chính vì cái điều này nên bạn tuổi Dần không nên mổ xỉa, châm chích hay là đụng dao kéo vào những cái vị trí này bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Dần, cái việc như là sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, việc làm thủy lợi hay là cầu tài, cầu danh cũng rất chi là thuận lợi với bạn đó. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy có người hỗ trợ trong công việc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, ngày có nhiều niềm tin mới. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, bạn xác định được mục tiêu lớn lao. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, bạn không nên tin người có. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, sức khỏe của bạn không được như ý nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ở ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Mão có cơ hội tốt cho bạn thể hiện được năng lực của mình trong công việc nhé. Nhất là trong những công việc mang tính sáng tạo, bạn sẽ thường nổi bật hơn so với người khác nữa đó. Nhưng trong cái ngày Tân Sửu này đối với bạn tuổi Mão, ngũ hành tương khắc. Cái điều này cho thấy có nhiều việc không thuận lợi xảy ra với bạn đó. Ví như bạn có thiện ý giúp đỡ cho người xung quanh, những cái lời khuyên của bạn chưa chắc đã được đón nhận như bạn nghĩ nhé. Do đó, bạn hãy tập trung vào việc của mình sẽ tốt hơn nữa. Và trong cái ngày Tân Sửu này đối với bạn tuổi Mão, ngày này là ngày Tân Sửu. Vì vậy, nhân thần nằm ở cổ tay, trong đùi và âm hộ. Chính vì cái điều này mà bạn không nên mổ xỉa, châm chích, tác động lên những cái vị trí này nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, bạn đừng quá mộng mơ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn hãy chấp nhận sự thật. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, có được bất ngờ thú vị với bạn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, không ai dự đoán được tương lai. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, có nhiều niềm vui với bạn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ở ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cho nên trong cái ngày Tân Sửu này với bạn tuổi Thìn có nhiều điều bất ngờ xảy ra với bạn. Nhưng trong đó có cả cái điểm xấu lẫn cái thú vị với bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn có những cái mâu thuẫn bất đồng có thể xảy ra trong khi bạn cố gắng tìm kiếm cái sự chú ý. Đây cũng là một ngày không thích hợp cho cái việc mua sắm, có thể khiến cho bạn tốn kiếm khá chi là nhiều tiền trong cái suy nghĩ của mình đó. Thương quan chiếu mệnh, cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Thìn bạn cố gắng tránh cái sự cài bẫy của sự trì hoãn, hãy luôn giữ cái nguồn năng lượng của mình ở mức cao và nỗ lực làm việc đạt được cái hiệu quả tốt nhất có thể nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn cũng đừng có ngại đặt câu hỏi xin cái sự trợ giúp trong cái tình trạng không hoàn thành được những cái công việc đó một mình đó. Ngày này với bạn tuổi Thìn thổ khí vượng, và cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Thìn bạn nên dành nhiều thời gian cho cái việc nghỉ ngơi. Buổi tối chính là cái thời gian để tụ tập bạn bè và có những cái tiếng cười giòn giã bên nhau đó. Trong cái ngày này với bạn tuổi Thìn cũng không thích hợp cho việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa vì công việc không thể trì hoãn thì bạn nên chọn hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam để có được cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, bạn không nên làm việc quá sức. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn không được ghi nhận công sức. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, sức khỏe của bạn không tốt. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn tìm được niềm vui trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn hãy thôi trách cứ người khác đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu. Cho nên cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong cái ngày Tân Sửu này, bạn nên ưu tiên hàng đầu nhé trong cái chuyện tình cảm. Ngày hôm nay đối với những bạn độc thân thì nhận ra mình đã yêu và nhớ nhung ai đó rồi. Cái chuyện tình cảm của bạn rất chi là tốt đẹp, và cái thời gian này rất tốt cho những cái cặp đôi muốn hàn gắn tình cảm nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn đừng để cho những cái điều tầm thường, vụn vặt mà kiếp tài đưa tới khiến cho bạn có một ngày thiếu đi cái sự thoải mái. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Tỵ có thể có những cái mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình liên quan tới cái vấn đề tiền bạc đó nhé. Chính vì vậy trong ngày này bạn không nên đụng chạm tới cái vấn đề tiền bạc liên quan đến những người thân trong gia đình đó. Và trong cái ngày Tân Sửu này với bạn tuổi Tỵ, vì quá chú ý đến những cái chuyện nhỏ nhặt, bạn có thể bỏ qua những thứ thực sự quan trọng, ví như là một nhân vật rất thú vị nào đó vừa lướt qua bạn, hoặc là một cái món đồ rất giá trị nào đó mà bạn đang sở hữu đó nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc Hỏa, bạn đừng chờ cái điều gì đó quá lâu. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc Thổ, bạn không nên đi quá giới hạn. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc Mộc, có nhiều cái việc không nên bắt đầu. Về tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc Kim, bạn may mắn tìm được niềm vui. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy, tình cảm đong đầy đó. Về sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này được đánh giá 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy cái vận trình của bạn đang gặp ngày Sửu Ngọ tương hại. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Ngọ có một ngày yên lành thì nên thân thiện hơn với đồng nghiệp, nhất là với những người vừa mới bắt đầu trong cái môi trường mới bạn tuổi Ngọ nhé. Khéo léo hơn trong giao tiếp, đặc biệt là với người khác giới, cũng là lời khuyên dành cho bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay đó. Trong ngày Tân Sửu này với bạn tuổi Ngọ, cái sự hồ nghi do Tỷ Kiên xuất hiện mang tới cho bạn, làm cho bạn tuổi Ngọ đánh mất đi niềm vui, sự ngạc nhiên, bất ngờ ở bạn. Thế nên đây không phải là ngày thích hợp cho đàm phán, trao đổi về công việc hay là tham gia các buổi phỏng vấn với bạn. Và tốt hơn hết, bạn nên hạn chế cái việc trò chuyện với người yêu về tương lai cái mối quan hệ, bởi vì kết cục không thể như bạn mong muốn đâu nhé. Cái ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng không nên xuất hành đi xa, hay là không nên đầu tư về tài chính đâu. Và trong cái ngày này đối với bạn tuổi Ngọ, nhân thần nằm ở cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Chính vì cái điều này mà bạn tuổi Ngọ tránh cái sự châm chích, va chạm, mổ chĩa xỉa làm tổn thương ở các vị trí này nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, bạn dễ vướng vào rắc rối. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, tình cảm không được tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, bạn tự tin với bản thân mình hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, bạn học để có thêm kiến thức. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, công việc của bạn có phần mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ở ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Mùi có được cái cảm giác rất chi là tự hào về bản thân mình, cũng như là thành quả mà bạn đạt được trong ngày hôm nay nhé. Bạn tuổi Mùi, tuy nhiên trong cái ngày này bạn nên thận trọng, tránh làm việc quá sức, quá cao ngạo và tự tin vào chính bản thân mình, bởi cái điều này sẽ khiến cho bạn có được kết nối với mọi người xung quanh nữa. Trong ngày Tân Sửu này, đối với bạn tuổi Mùi, ngày này có thổ khí vượng. Cái điều này nhắc nhở cho bạn mệnh tuổi Mùi tốt hơn hết là bạn nên nghỉ ngơi vào cái lúc này, vì tâm trí của bạn không được tỉnh táo cho lắm. Nếu như bạn cố gắng làm việc nhiều, làm cái điều gì đó càng làm thì sẽ càng sai và mất nhiều thời gian để sửa chữa với bạn lắm nữa. Trong cái ngày này, đối với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn cũng không nên xuất hành đi xa. Xuất hành đi xa không được thuận lợi, có điểm báo những cái công việc chẳng lành với bạn, như là khi tham gia giao thông hay là những cái công việc liên quan tới đàm phán nhé. Nghiệp thì khó thành, phòng ngừa cãi cọ, va chạm, xích mích, đề phòng thử phi, phòng ngừa cái sự nguyền rủa và có thể lây bệnh truyền nhiễm với bạn nữa đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, có người hỗ trợ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, bạn vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, bạn đừng mong đợi ở ai đó quá nhiều. Về tử vi tuổi Tân Mùi, bạn nên nghỉ ngơi và nghe nhạc. Về tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn xây dựng niềm tin mới. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được chính tài chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Thân có được nhiều tiền bạc vững chắc và ổn định nhé. Nhưng bạn tuổi Thân, để chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn thì bạn cần phải tính toán thêm. Cuộc sống không phải khi nào cũng thuận lợi, bạn phải đảm bảo cho những khi khó khăn, trở ngại bất ngờ có thể xảy ra lúc nào với bạn không hay đó bạn tuổi Thân nhé. Trong cái ngày Tân Sửu này với bạn tuổi Thân, thổ sinh cho Kim, cái điều này cho thấy ngũ hành tương sinh, sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt. Có nhiều người nhận thấy rõ cơ thể của mình bình phục nhanh chóng sau những cái trận ốm, mệt mỏi, và bạn tuổi Thân, bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể của mình đúng cách, đề phòng bệnh tật hay là stress căng thẳng bạn nhé. Trong cái ngày này với bạn tuổi Thân, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng có phần được thuận lợi. Đầu tư kinh doanh buôn bán thì được phát tài phát lộc, xuất hành thì gặp nhiều may mắn của quý nhân dẫn đường chỉ lối, mọi việc êm đẹp, không cần phải lo lắng nhé. Và xuất hành đi xa, bạn cũng nên chọn hướng tốt, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam để có thêm nhiều cái vận may cho mình bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, mâu thuẫn được hóa giải. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, bạn hãy biết giành lấy cái cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, không phải lo lắng về tiền bạc. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Dậu có được tín hiệu tích cực trong cái chuyện tình cảm nhé. Bạn tuổi Dậu, đây là cái cơ hội cho một số người thoát khỏi cái đời sống độc thân, lúc này là rất chi là cao với bạn. Hai vợ chồng nên nhân cái cơ hội này gia tăng cái sự kết nối bằng tham gia các hoạt động cùng nhau nữa bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày Tân Sửu này với bạn tuổi Dậu thiên tài xuất hiện, nâng đỡ cho cái vận trình của bạn, may mắn về tiền bạc, giúp cho bạn tự giàu, có được cái cuộc sống khá giả, cơ hội trúng thưởng, trúng được cái hợp đồng, nhận được thưởng trong ngày hôm nay là rất chi là cao với bạn. Tuy nhiên, tiền do cái may mắn có được thường không bền, và bạn tự giàu, bạn cũng nên rất chi là cẩn thận nhé. Ngày này với bạn tự giàu, xuất hành thì được thuận lợi, nhận được quý nhân hỗ trợ, mọi việc êm đẹp, gặp nhiều điều lành, may mắn nhé. Và bạn cũng nên xuất hành trong những cái hướng đẹp như là hướng Tây Nam, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần sẽ mang lại nhiều lợi lộc cho bạn lắm nội. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, công việc của bạn được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, việc gì cũng hanh thông. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, tình cảm hài hòa. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mậu Mộc, có người nhớ tới bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, sự nghiệp được thuận lợi. Về đánh giá của bạn tự Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày ngũ hành Tỵ, Sửu, Tuất hình hại đặc quyền. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất bị yếu thế, có người lạm dụng quyền lực để uy hiếp, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu nữa. Ngoài ra, trong cái ngày Tân Sửu này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải nhớ rằng không nên tin tưởng vào những người từng phản bội bạn một lần, không ai xứng đáng làm cho bạn tổn thương hết nhé. Thương quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất đang có cái sự phiền muộn ở trong lòng, và có thể bạn tuổi Tuất phải đối mặt với những cái mối quan hệ đã chấm dứt. Tuy nhiên, bạn nên đặt ra câu hỏi cho mình, xem những cái tình cảm đó có còn cần thiết cho cái đời sống của bạn hay là không, trước khi bạn có cái sự luyến tiếc, lưu luyến, mong mỏi cận kề đó nhé. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Tuất dễ có cái sự mâu thuẫn với đồng nghiệp, với gia đình vì những cái chuyện lặt vặt lắm nội. Thổ khí vượng, cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này cơ thể cũng không được khỏe cho lắm, có vẻ bạn suy kiệt, suy yếu và cảm thấy căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều hoặc là làm việc quá sức đoạn. Và bạn tuổi Tuất, bạn nên loại bỏ những cái công việc không cần thiết để cơ thể tập trung hơn và đỡ bị mất sức hơn bạn tuổi Tuất nhé. Trong cái ngày này với bạn tuổi Tuất, không nên xuất hành đi xa với bạn sẽ không được thuận lợi, tư tưởng thiếu tập trung, ra đường tham gia giao thông, mất an toàn của bạn nhé. Ngày này nghiệp thì khó thành, đề phòng thị phi, có người nguyền rủa, có người lợi dụng bạn tuổi Tuất nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc Hỏa, bạn biết cần phải nhún nhường. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ, đừng có cầu cứu bên ngoài. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc Mộc, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim, bạn cần phải chủ động. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy, bạn tránh rơi rắc rối nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là tam hội cục. Cái điều này là sợi dây gắn kết vô hình giúp cho bạn tuổi Hợi với những người xung quanh nó nhé. Ngày này với bạn tuổi Hợi, tình cảm của bạn với người thân trong gia đình gần hơn. Đây là cải thiện rõ rệt về cái phương diện tình cảm với bạn. Thậm chí họ là chỗ dựa về tinh thần tuyệt vời cho bạn trong cái lúc này. Và trong cái ngày này với bạn tuổi Hợi, dự báo cho bạn sẽ nhận được một vài cái thông tin liên quan đến công việc, sự nghiệp, có phần tín chỉ tốt đẹp cho tương lai của bạn về sau này nhé. Tuy nhiên, chính quan chiếu mệnh, cái điều này lại mang tới cho bạn may mắn, bạn sẽ không cảm thấy cái sự căng thẳng. Có lẽ những cái suy nghĩ của bạn dần đã chủ động và tích cực hơn nữa rồi. Ngày này với bạn tuổi Hợi cũng có phần xung khắc khi mà thủy thổ gặp nhau. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh bị ảnh hưởng khá chỉ là nhiều bởi thời tiết nhé. Để đảm bảo được sức đề kháng, bạn nên đi ngủ sớm, cách thức khuya, ăn uống điều độ, làm những cái công việc bình thường, không nên cố sức vô thưởng vô phạt, phí thời gian bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, gia đình vui vẻ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, công việc có chút thành quả. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, thành tích của bạn được ghi nhận. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn nên rõ ràng trong công việc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn làm việc gì cũng nên toàn tâm toàn ý rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.